Những bộ phim Việt hay, khóc có, cười có, hành động đến ngạt thở, tim đập mạnh hồi hộp và choáng ngợp. Ê, không biết là phải sập bao nhiêu ngôi nhà nữa. Sau thành công của Bố Già, Trấn Thành, Lật Mặt 48 giờ Lý Hải tạo nguồn động lực cho các nhà làm phim Việt mạnh dạn đưa phim ra rạp. Tuy nhiên nó cũng gây không ít áp lực về câu chuyện doanh thu trăm tỷ. Bố Già, Trấn Thành, Lật Mặt 48 giờ Lý Hải được xem là hai phim điện ảnh Việt thành công nhất của giai đoạn đầu năm 2021 khi có doanh thu cao tại các rạp chiếu. Trong đó Bố Già đạt hơn 400 tỷ đồng và hiện tại vẫn trụ tại các rạp. Còn phim của Lý Hải tuy chỉ mới ra mắt hơn một tuần nhưng đã mang về gần 80 tỷ doanh thu. Nhìn vào hai tác phẩm kể trên, dễ dàng nhận thấy đây là các phim được nhào nặn từ các đạo diễn, nhà sản xuất tên tuổi. Trong đó Bố Già do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn, Trấn Thành đóng chính và nhà sản xuất. Thì Lật Mặt 48 giờ được cầm trịch bởi Lý Hải với sự tham gia của các ngôi sao phòng vé như Mạc Văn Khoa, Huỳnh Đông. Ngoài ra hai tác phẩm này đều có một điểm chung là hướng về tình cảm gia đình. Nếu như Bố Già tôn vinh tình phụ tử thì Lật Mặt 48 giờ là tình mẫu tử thiêng liêng, sự gắn kết của tình thân. Đây là chủ đề chưa bao giờ cũ với điện ảnh Việt trong nhiều năm qua. Cộng thêm, đây được xem là hai tác phẩm được đầu tư nghiêm túc và trở lại rạp trong thời điểm khán giả đang khát phim hay. Với những điều đó, không khó để cả Bố Già, Trấn Thành, Lật Mặt 48 giờ Lý Hải đều đạt doanh thu đáng mơ ước của nhiều phim Việt. Từ sự thành công của Bố Già, Trấn Thành, Lật Mặt 48 giờ Lý Hải cũng tạo cho các nhà làm phim động lực và không ít áp lực. Liệu sau hai phim này, trong thời gian tới, những tác phẩm nào sẽ gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ của điện ảnh Việt? Cách đây không bao lâu, lịch phim Việt tháng 4 chẳng khác nào một bảng đấu tử thần khi có đến 11 phim chen chúc ra rạp, mật độ cao hiếm có trong nhiều năm trở lại đây. Đó là ngày 2 tháng 4 có Song Song, Người Lắng Nghe, ngày 9 tháng 4 có Vô Diện Sát Nhân, Thiên Thần Hộ Mệnh, ngày 16 tháng 4 có Lật Mặt 48 giờ, Kiều, Bẫy Ngọt Ngào, ngày 21 tháng 4 có Rừng Thế Mạng, ngày 23 tháng 4 có Chìa Khóa Trăm Tỷ, ngày 30 tháng 4 có Bóng Đè 1990, Trạng Tí. Tuy nhiên hiện tại hàng loạt các tác phẩm đã rời ngày chiếu vì sợ đụng độ với các bom tấn Hollywood lẫn sự cạnh tranh của loạt phim Việt. Nên vì thế cuối tháng 4 này chỉ có hai phim chất lượng ra rạp là Trạng Tí của Ngô Thanh Vân và Thiên Thần Hộ Mệnh của Victor Vũ. Trong đó Trạng Tí xoay quanh Tí, cậu bé sinh ra sau lần mẹ cậu dựa vào một tảng đá kỳ lạ giữa đầm sen rồi tự hoại thai. Lớn lên Trạng Tí băn khoăn về gốc gác của mình vì luôn bị bạn bè chế giễu. Cùng nhóm bạn sủ dần cả mẹo, Tí lên đường đến chùa Phật Quang tìm thầy Thích Thông Tuệ để biết được cha của cậu là ai. Trên hành trình, nhóm bạn đụng độ toán cướp giữa rừng sâu, hai bên thần thật thà và dối trá thách đố chạm trán thần hộ. Còn Thiên Thần Hộ Mệnh khai thác điểm yếu về mặt tâm lý của giới trẻ. Phim đề cập tham vọng tìm đến ánh hào quang của giới trẻ, kéo theo những hy sinh mất mát họ phải chịu đựng. Phim quy tụ dàn sao Salim, Trúc Anh, Ami. Hai phim kể trên đều là những tác phẩm chất lượng của điện ảnh Việt vì được sản xuất từ những đội ngũ tên tuổi. Tuy nhiên nếu so với lợi thế thì Thiên Thần Hộ Mệnh có phần nhỉnh hơn Trạng Tí. Lý do trước đó Trạng Tí liên tục dính ồn ào trong công tác sản xuất, mua bản quyền dẫn đến phim bị khán giả tẩy chay. Trong khi đó, với tên tuổi của Victor Vũ thì Thiên Thần Hộ Mệnh được dự đoán là tác phẩm đáng xem và có doanh thu tốt. Tuy nhiên, Thiên Thần Hộ Mệnh cũng gặp một số bất lợi vì là phim kinh dị, lấy đề tài mới lạ là buồn ngại. Điều này cũng có phần giới hạn khán giả. Mọi người hãy xem và trải nghiệm ủng hộ điện ảnh Việt Nam. Những bộ phim Việt hay, khóc có, cười có, hành động đến ngạt thở, tim đập mạnh hồi hộp và choáng ngợp. Không biết là phải sập bao nhiêu ngôi nhà nữa.